Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vai trò của ông Tổng Bí thư Trọng với sự thăng tiến bất thường của bà Phạm Thị Thanh Trà. Lâu nay ở Việt Nam, câu chuyện điếu ủy ban là đề tài được nhiều người quan tâm đàm tiếu. Khái niệm này dùng để chỉ những người phụ nữ dùng sắc đẹp để mà quyến rũ các ông anh có quyền lực, giúp bản thân kiếm trác danh vọng, tiền bạc và thăng tiến. Ở Việt Nam hiện nay có những chính khách lớn là phụ nữ. Năng lực của họ hầu như không có gì nổi trội, song lại làm điếu ủy ban, họ có thăng tiến nhanh đến chóng mặt, bất ngờ. Mới đây vào ngày 10 tháng 9, tờ báo Dân Trí cho biết Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà có công văn gửi các bộ ngành đoàn thể, trung ương và địa phương yêu cầu phải lấy ý kiến nhân dân về các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và không đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho tập thể cá nhân không do Bộ Nội vụ ngành quản lý chuyên môn theo ngành dọc. Bộ Nội vụ yêu cầu phải lấy ý kiến nhân dân về các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Những quyết định chỉ thị kiểu tào lao như vậy do thiếu tầm nhìn, thiếu sự sáng tạo lại là chuyện thường xuyên gây cười trên mạng xã hội. Mới đây nhất là câu chuyện khắc nhập, khắc xuất. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị sáp nhập các quận, huyện trên cả nước nếu không đáp ứng tiêu chí về diện tích và dân số. Đó là lý do khiến cho quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một đơn vị hành chính danh tiếng và có lịch sử lâu đời tại thủ đô, cũng thuộc đơn vị hành chính phải sáp nhập. Đây là hậu quả của cái tư duy quản lý nhà nước coi thành thị cũng như nông thôn, cứ đưa dựa vào tiêu chí diện tích và dân số, không đủ thì nhập vào, vượt quá là lại tách ra. Trước đó vào ngày 9 tháng 3, Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ công chức bị kỷ luật thì tự nguyện tinh giảm biên chế. Đề xuất này được đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, theo đó đề nghị bổ sung trường hợp là cán bộ công chức viên chức trong thời gian bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo thì tự nguyện thực hiện tinh thần tinh giảm biên chế thì sẽ không bị kỷ luật. Ý tưởng đó giống với ý kiến của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng nếu cán bộ thấy có khuyết điểm từ chức thì như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn và cũng không mất các chức vụ. Đơn cử một vài dẫn chứng như trên có thể thấy khả năng và trình độ của bà Phạm Thị Thanh Trà không thể đáp ứng được vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bởi vì Bộ Nội vụ là cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành lĩnh vực, tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương, địa giới hành chính, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước để thấy hết tầm quan trọng của bộ này. Theo lý lịch trích ngang, bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê tại Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tháng 9 năm 1985 đến tháng 9 năm 1997, bà là giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Vậy mà bất ngờ, kể từ tháng 12 năm 1999 đến nay, bà Trà đã vọt lên chức phó chủ tịch huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, rồi kể từ đó cứ ngày 1-2 năm lại thăng tiến lên những bậc thang quyền lực cao hơn mà người bình thường không dám mơ tới. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Vào tháng 11 năm 2000, bà là phó bí thư tỉnh đoàn Thanh niên Yên Bái. Tháng 2 năm 2022, bà là bí thư tỉnh đoàn Yên Bái. Tháng 1 năm 2006, bà là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái và bí thư thành ủy Yên Bái. Vào năm 2015, tại kỳ họp bất thường thứ 13, bà được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 bầu giữ chức chủ tịch tỉnh Yên Bái. Bà giữ chức bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020. Sau khi xảy ra sự việc, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Đỗ Cường Minh dùng súng bắn chết bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và chủ tịch tỉnh Ngô Ngọc Tuấn tại phòng làm việc rồi tự sát. Vào ngày 2016, tại đại hội Đảng khóa 12, bà được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng. Đến trước đại hội 13, Bộ Chính trị bổ nhiệm bà giữ chức phó trưởng ban tổ chức Trung ương. Tại đại hội Đảng bộ khóa 13, bà được bầu làm ủy viên chính thức của Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Đồng thời, bà được Quốc hội khóa 15 bầu làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Có những tin tức khả tín cho biết, tại đại hội 14 sắp tới, bà Trà có thể được cơ cấu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Theo thông tin của trang Chân dung quyền lực, trước đại hội 12 cho biết, khi còn là giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bà Trà đã lọt vào mắt xanh của ông Tô Huy Dứa,
cựu trưởng ban tổ chức Trung ương, một nhân vật đặc biệt quan trọng trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên từ đó bà Cha thăng tiến nhanh như tên lửa. Bà Cha cũng là chị gái của một nhân vật đình đám, ông Phạm Sĩ Quý, người xây dựng dinh cơ đồ sộ ngay trên vùng đất vốn là đất rừng và nuôi trồng thủy sản của tỉnh Yên Bái. Vậy mà ông Phạm Sĩ Quý vẫn được chị gái bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái. Nhiều ý kiến cho rằng mối quan hệ ruột thịt giữa ông Quý và bà Trà chính là bệ phóng đưa ông lên chiếc ghế hiện nay, bất chấp dư luận khẳng định ông Quý chưa đáp ứng đủ điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, về giáo dục, vì lúc bấy giờ vẫn còn đang học lớp quản lý nhà nước. Ông Tổng Bí Thư thì nói rằng không để lọt vào Trung ương người cơ hội chính trị tham vọng quyền lực. Thậm chí Thanh tra Chính phủ vào năm 2017 cho biết sẽ tiến hành thanh tra nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sĩ Quý. Nhưng vì ông Phạm Sĩ Quý là em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí Thư Tỉnh ủy Yên Bái, nên cuối cùng tất cả đã chìm xuống. Còn bà Trà thì vẫn thăng tiến như diều gặp gió vậy. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không ít lần đã nhấn mạnh rằng kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xô nịnh, chạy trọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh và lợi ích nhóm. Song dư luận vẫn khẳng định bà Phạm Thị Thanh Trà thăng tiến tột bậc bởi có sự bảo kê của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tổng Bí Thư nghĩ sao về những dư luận này? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay với bản tin vai trò của Tổng Bí Thư Trọng với sự thăng tiến bất thường của bà Phạm Thị Thanh Trà. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cướp đất tạo dân oan, phá rừng gây nhân họa, đảng vì dân hay nghiền dân. Có thể nói chưa quốc gia nào dân oan nhiều như Việt Nam. Vụ Tiên Lãng, Văn Giang, Dương Nội, Đồng Tâm, vườn rau Lộc Hưng, Thủ Thiêm vân vân, đâu đâu cũng nổi lên dân oan. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Nó như thứ vũ khí để đảng muốn lấy đất của ai thì lấy giá bèo bọt, bán giá trên trời, rút quan tham và bọn doanh nghiệp làm ăn. Ăn theo một ngày thì giàu sụ, dân thì nghèo đi. Lấy ví dụ như đất Thủ Thiêm, đảng đền bù có 18 triệu đồng mỗi vét, nhưng giao cho bọn sân sau bán ra tới 350 triệu đồng mỗi mét, gây oan khiên ngất trời. Cướp đất tạo dân oan khắp nơi. Lòng tham và sự gian trá của đảng ăn vào máu, nhà quan. Ai cũng muốn làm giàu, kẻ thì hách sách dân vòi tiền để kiếm bạc lẻ, kẻ thì vòi tiền doanh nghiệp kiếm bạc chẵn, kẻ thì lập quy hoạch kiếm tiền núi để mà làm giàu. Những chiêu thức mà họ nghĩ ra mục đích là tước đoạt tài sản của nhân dân mà thôi. Dự án quy hoạch là một thứ dễ làm giàu nên chẳng quan chức nào từ bỏ, nếu có điều kiện là họ sẽ làm. Bản chất của Đảng Cộng sản có thể gói gọn ở hai từ cướp và phá. Họ không cướp được thì họ cũng phá, thậm chí họ vừa cướp lại vừa phá, như vụ Đồng Tâm là một ví dụ. Ngoài cướp đất đẩy người dân thấp cổ bế họng thành dân oan, sống vất vưởng kêu oan hàng chục năm, như mà đảng cứ giả như điếc, thì đảng cũng dung dưỡng cho bọn doanh nghiệp phá rừng dưới danh nghĩa là dự án thủy điện hoặc xây hồ thủy lợi. Việc phá rừng xây thủy điện tràn lan làm cho miền Trung năm nào cũng phải trả giá bằng tài sản và cả sinh mạng của người dân. Bởi những trận lũ kinh hoàng, hồ thủy điện thường phải có tác dụng điều tiết lũ, mùa mưa thì ngăn lũ, mùa khô thì cấp nước, nhưng ở Việt Nam thì ngược lại. Đập thủy điện ở Việt Nam cứ mùa xuân thì xả lũ, còn mùa khô thì thiếu nước, có khi lại cạn chờ đáy. Nguyên nhân cũng bởi họ chỉ biết phá chứ không xây, việc xây dựng chỉ là hình thức để che đậy những mục đích thực sự phía sau. Mỗi năm người dân miền Trung luôn phải đóng thuế cho thiên nhiên và tai họa, không biết bao nhiêu mạng người và cả những tài sản như nhà cửa, hoa màu vân vân của họ. Nhưng Đảng Cộng sản vẫn cứ giả điếc, giả mù, họ vẫn cứ tự tay tiếp phá cho bọn phá rừng, tiếp tục tàn phá thiên nhiên và môi trường sống của người dân. Bao nhiêu nhân mạng, bao nhiêu tài sản của dân phải đóng thuế cho nạn phá rừng rồi mà chính quyền vẫn không chùn tay.
hiện nay tại tỉnh Bình Thuận đang có quyết định phá bỏ hơn 600 hectare rừng để mà làm hồ chứa nước Carpet. Được biết khu vực này đang có rất nhiều loài động vật và thực vật nằm trong danh sách đỏ. Khảo sát khu vực rừng dự kiến làm dự án hồ thủy lợi Parket ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Các cơ quan chức năng phát hiện 2 loài cây quý hiếm và 57 loài động vật nằm trong sách đỏ của Việt Nam vào năm 2007. Nghị định 32 của chính phủ cũng đã quy định những việc về bảo vệ thiên nhiên này. Đất nước này đã trả giá quá đắt cho hành động phá rừng, xây hồ, xây đập trong quá khứ. Nếu không tái tạo được rừng thì cũng cần phải dừng ngay hành động phá rừng lại. Đằng này chính quyền tỉnh Bình Thuận lại bất chấp vẫn cho phép phá rừng. Quan chức của Đảng Cộng sản thì lâu nay chỉ nghĩ về lợi ích cá nhân, nghĩ về dự án để mà sơ múi và kiếm tiền mang về làm giàu. Chứ chưa thấy quan chức nào vì dân, mặc dù Đảng Cộng sản luôn hô hào rằng họ vì dân. Bất chấp môi trường sống của động vật quý hiếm bị đe dọa, Đảng cho phá nốt. Vừa cướp đất tạo dân oan trên mọi miền đất nước, vừa phá rừng tạo ra nhân họa khắp nơi, thì đấy không phải là vì dân mà là Đảng đang nghiền dân. Dân vốn đã quá khổ rồi, giờ còn phải chịu những hậu quả do sự tham lam và vô trách nhiệm của lãnh đạo gây ra. Đúng là làm người dưới chế độ cộng sản này thì thật khổ trăm bề. Môi trường sống là của chung, nhưng quan chức không có ý thức bảo vệ. Bởi quan chức thì ở trong biệt phủ kiên cố, làm sao họ nhìn thấy dân khổ sở như thế nào? Bao lâu này cứ lũ lụt thì dân lại bị đói, bị chết trôi, chứ có thấy ông quan tướng nào chết trôi bao giờ đâu. Làm cho đảng thì chỉ biết bảo vệ đảng, chứ bảo vệ dân để làm gì đâu. Phá rừng, thiên nhiên giận dữ, thì cuối cùng chỉ có nhân dân là phải gánh chịu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin cướp đất tạo dân oan, phá rừng gây nhân họa, đảng vì dân hay nghiền dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.